Năm cảnh giới thâm sâu của đời người đạt được rồi mới an yên tự tại. Quý vị thân mến, sống nên hiểu cách tạm rời xa chốn phồn hoa, từ bỏ tháng ngày bận rộn vô nghĩa để tĩnh lặng lắng nghe tiếng gọi nội tâm của chính mình. Từ thuở non nớt tới ngày trưởng thành, từ ngờ nghịch trở nên khôn ngoan, từ kiêu căng hóa thành khiêm tốn, đó là cả một quá trình rèn luyện không ngừng, cũng là cảnh giới đời người liên tục tăng lên. Có câu nói rằng, sứ mệnh nhân sinh chính là chăm sóc thật tốt cho sinh mệnh, nuôi dưỡng thật tốt cho linh hồn, đạt tới cảnh giới phong phú và an yên. Để đạt được sự an yên và phong phú đó không phải dễ dàng, ít nhất chúng ta phải hiểu thấu và nắm rõ trong tay năm cảnh giới sau đây. 1. Đau mà không than, ấy mới là người có nội tâm kiên cường. Đừng than khổ với bất cứ ai, vì 10 người thì có 8 người chẳng hề quan tâm, 2 người còn lại còn lấy làm vui vẻ. Câu nói lưu hành trên mạng Internet này đã khiến rất nhiều người phải đồng tình. Nghe qua câu nói này có vẻ rất tuyệt tình, nhưng nó lại cho chúng ta biết một sự thật. Đó là sự cảm thông nào cũng có giới hạn và chúng ta chỉ dành cho những người thân thương nhất xung quanh. Chẳng ai đủ thời gian để suốt ngày đặt bản thân vào vị trí của bạn, lo lắng hay nghĩ ngợi cho lợi ích của bạn, ngoại trừ chính bạn mà thôi. Cuộc sống của họ đã đủ khó khăn rồi, ai còn bận tâm đến rắc rối của người khác. Nhiều người cho rằng cuộc sống của mọi người xung quanh có vẻ rất tốt, họ thật may mắn khi không gặp phải bất cứ phiền muộn hoang mang nào. Trên thực tế mọi người đều giống nhau, chỉ là người ta không muốn để bạn nhìn thấy thôi. Vì thế có khổ có đau đến mấy thì tự mình chịu đựng, không lời than vãn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu thỏ bị thương mà dừng lại kêu đau, nó sẽ trở thành bữa tối cho kẻ săn mồi. Nếu đại bàng đau mà kêu là thảm thiết, nó sẽ không thể cất cánh giữa trời cao. Than vãn chỉ khiến cho chúng ta lỡ đi những cơ hội để rèn luyện chính mình, trước là về thể xác, sau là sự kiên cường đến từ nội tâm. Khi chúng ta còn bị đau, tức là cuộc đời còn đang ban tặng những cơ hội để thay đổi và sửa chữa. Nếu biết tận dụng, đó cũng chính là nền tảng để vươn lên thành công. Người trưởng thành nên có một trái tim thật kiên cường và mạnh mẽ, đủ sâu sắc để cất giữ một vài chuyện riêng hay bí mật nào đó. Nếu chúng ta sống nông cạn như một cái dĩa, nghĩ cái gì cũng bày ra trên mặt, có chút buồn khổ cũng không kiềm chế được mà nói cho cả thiên hạ biết, vậy chắc chắn chỉ khiến cho nỗi khổ nâng lên gấp trăm ngàn lần. Đau mà không than không có nghĩa là chúng ta không đau, mà là chúng ta dám dũng cảm đối mặt với nỗi đau đó, dùng sức mạnh nội tâm để chống đỡ khó khăn. Nếu đời người có 9 phần không như ý, thì người khôn ngoan sẽ nắm chặt một phần như ý còn lại để hóa thành động lực phấn đấu cho tương lai. Đau mà không than không phải vì yếu đuối, chuyện gì cũng cắn răng nhận thiệt thòi vào mình, mà là ít than vãn, học cách buông bỏ những đau khổ không cần thiết. Rồi đến một ngày nào đó, bạn nhất định phải cảm ơn sự kiên trì đến cùng của chính mình đã khiến bản thân không bị cái khổ đánh bại mà có thể thờ ơ đối mặt với nó. Đau mà không than chính là cách để chúng ta có thể im lặng lột xác, đợi thời cơ đến, bản thân sẽ trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất. 2. Cười mà không nói, ấy là người tự tại khoáng đạt từ trong tâm hồn. Im lặng và mỉm cười là hai cảnh giới mạnh mẽ nhất. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề và im lặng là cách để tránh nhiều rắc rối xảy ra. Đôi lúc khi chúng ta gặp cảnh bất lực, đau lòng hay thất vọng khi bị hiểu lầm, giễu cợt, dè bỉu từ những người xung quanh, một nụ cười sẽ dễ dàng hơn là đi giải thích với toàn thế giới. Đứng trước thị phi, nếu bạn để cho tâm tính bị khuấy động thì mọi sự chỉ càng thêm rối loạn, không thể gỡ rối. Những lời thanh minh đôi co trong trạng thái bực tức rất có thể trở thành giọt nước tràn ly, đẩy người nghe về phía đối lập với bạn. Thay vào đó hãy dùng sức mạnh của nụ cười để chiến thắng cả thiên binh vạn mã, thể hiện sự an nhiên tự tại, bình thản ung dung trong bản thân là cách để bạn chiến thắng những lời đàm tiếu đúng sai, tốt xấu của người đời. Người xưa có câu rằng, quân tử lúc nào cũng đường hoàng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thường sợ sệt. Đôi khi một nụ cười có thể làm tan chảy ân oán giữa đôi bên, có thể khiến những người xa xứ tha hương nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Nở một nụ cười thật đơn giản nhưng lại thể hiện sự bình thản, an nhiên tự tại trong tâm hồn bạn và đạo lý làm người nơi thế gian.
Khi gặp chuyện không vừa ý, chỉ cười mà không nói thể hiện tấm lòng bao dung của một người. Đó không chỉ là tố chất tốt đẹp có thể trấn tĩnh những dòng cảm xúc nông nổi, mà còn khiến bản thân mình không buột miệng nói ra những lời khiến người khác phải bị tổn thương. Cuộc sống như một tấm gương, bạn cau mày nó cũng cau mày, bạn mỉm cười nó cũng sẽ mỉm cười. Dù đối mặt với điều gì, đối nhân xử thế một cách đúng mực với thái độ ôn hòa sẽ khiến người khác ấn tượng với sự độ lượng của bạn nhiều hơn. 3. Sướng không khoe là một loại trí tuệ trầm mặc. Hoa nở một nửa khiến người ta tò mò, rượu say một chút để bảo trì sáng suốt. Làm người nên biết sống khiêm tốn, điệu thấp chính mình, giấu bớt ánh hào quang, đừng để bản thân sống quá chói mắt. Đây cũng là một dạng trí tuệ. Sướng không khoe không phải ý nói rằng vui mừng không được chia sẻ, mà muốn khuyên răn chúng ta đừng để cái vui của mình ảnh hưởng đến niềm vui của người khác. So với những người tự mãn thích ăn miếng trả miếng, những người sống điệu thấp thế này có thể dễ dàng kiềm chế tính cách của bản thân, khiến họ không nói những lời khó nghe gây tổn thương cho người khác. Bất kể họ đang đối mặt với những tin đồn xấu xa hay lời nói ác ý thế nào đi nữa, họ vẫn có thể bình tâm cư xử có chừng mực. Cuộc sống trước giờ đều là một cuộc thi trí tuệ đầy cam go, muốn thành công vượt qua mọi chuyện, trước hết là nên quản tốt cái miệng của chính mình. 4. Mất không tiếc là một loại xem nhẹ sáng suốt. Vườn hoa dù bừa bộn cũng có người ghé, mảnh đất dù cỏ xanh ngăn nắp cũng chẳng ai tìm. Mặc dù cảnh vật phía trước có hơi bừa bộn, nhưng vì cảnh sắc xinh đẹp của nó, người ta liền dễ dàng bị mê hoặc. Ngược lại, cỏ dại chỉ là vật tầm thường, không giá trị, làm thế nào cũng không thể khiến người khác ghé mắt nhìn sang. Những chuyện trên thế giới này có lẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta thường bởi vì đi quá nhanh, quá xa mà dễ dàng lạc vào thế giới đầy phức tạp, tự mình đắm chìm vào trong đó rồi quên đi nơi chúng ta xuất phát, lý do tại sao chúng ta bắt đầu. Cổ nhân từng nói, phòng trống thì sáng, cát tường dừng lại. Một căn phòng để trống mới để lộ sự rộng rãi, thoáng đáng và sáng sủa của nó. Nếu căn phòng chất đầy đồ đạc, sẽ không còn chỗ để ánh sáng lọt vào nữa. Tâm trí con người cũng như vậy. Nếu chúng ta có thể vứt bỏ hết những tạp niệm, rác rưởi trong tâm trí, quét sạch bụi mù, thì trái tim sẽ tràn ngập ánh sáng. Kết quả đương nhiên là thanh thản và tỉnh táo hơn trước. Nhân sinh trên đời này ai sớm hiểu buông bỏ phồn hoa, không níu kéo những bận rộn vô nghĩa, im lặng lắng nghe âm thanh từ sâu thẳm trong tâm hồn, người đó sẽ sớm đạt được hạnh phúc chân chính trên đời. Trong một đời hạn hẹp này, người ta không thể lúc nào cũng để danh và lợi, tiền bạc và địa vị chiếm hết chỗ trong tâm trí mình. Ai vì nó mà bỏ qua gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, quả là một sự thiếu sót và đáng tiếc rất lớn. Khi tâm mệt mỏi, hãy cho nó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh và sáng suốt trở lại. Có như thế bạn mới không tự đánh mất chính mình, qua đó dễ dàng chấp nhận từ bỏ những thứ dư thừa, không đáng bận tâm. 5. Hoàng mà không loạn, ấy mới là người thực sự mạnh mẽ. Khi lâm vào cảnh sóng gió ập tới, con người ta khó tránh khỏi sự hoảng loạn bất an. Tâm mà hoảng loạn thì lòng sẽ động, nhưng trong động thì cần có tính. Hoàng mà không loạn mới là người có đủ năng lực để đảm nhận trọng trách làm nên đại sự. Người xưa có câu, gặp chuyện lớn mà không loạn, gặp sóng lớn mà không mất đi thói quen thường ngày, chính là cách thể hiện tâm thái xử thế, cảnh giới ung dung tự tại của đời người. Hạn chế sử dụng cảm xúc mà hãy động não nhiều hơn, bản năng sinh học của sự căng thẳng sẽ khiến con người rất dễ bị cảm xúc điều khiển. Lúc vui là sẽ phải cười, khi buồn là muốn khóc, điều này không có vấn đề gì cả, đó là những biểu hiện tự nhiên của tâm lý con người. Nhưng khi ở trong tình huống cần phải suy nghĩ và đánh giá mới có thể giải quyết được vấn đề, thì cảm xúc sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất. Trong tình huống này, chúng ta cần phải gạt bỏ cảm xúc mà chỉ sử dụng kiến thức hiểu biết, đồng não suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định, chứ không phải là vui mừng, tức giận, buồn chán, đồng cảm hay thương hại. Người có tài có tâm sẽ giữ tâm trí ổn định, không để sự lo lắng làm lạc mất tư duy, từ đó mới bình tĩnh tìm cách xử trí mọi chuyện. Không chỉ tâm bình khí hòa, mà để làm được điều này, người ta còn cần giỏi về ứng biến linh hoạt, không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng đúc rút kinh nghiệm tích lũy giá trị, rèn giũa bản thân mỗi ngày từ trong gian khó,
chúng ta mới liên tục trưởng thành theo dòng chảy của thời gian. Mỗi một cảnh giới là dấu mốc quan trọng mà có người phấn đấu cả đời cũng không thể chạm tới. Nhưng nếu đã chạm tới, họ ắt sẽ hiểu thấu cái gì là tự tại, cái gì là an yên và hạnh phúc với nhân sinh của mình. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi.